xấu khi mà chúng ta phát hiện ra bệnh nhân thì chúng ta nhắc nhở, và nếu cho đến khi mà chúng ta đã thấy nó có biểu hiện bệnh lý rồi thì chúng ta lại chuyển sang cái giai đoạn tiền hình phía sau. Đấy là tiền hình thứ hai, đó là tiền hình ra mặt can thiệp. Tiền hình ra mặt can thiệp là có sự can thiệp để giúp bệnh nhân loại bỏ các thói quen xấu đã gây nên lệch lạc cho răng hàm, nhổ răng sữa, có hướng dẫn và giúp cho hàm răng được tiếp tục phòng ngay ngắn sau này. Chắc là nhổ răng sữa có hướng dẫn là cái mà các anh chị cũng rất là hay làm, tức là chúng ta thấy hai cái răng nó mọc ở vị trí phải ba răng mới đủ cơ thì chúng ta nhổ bớt một răng đi, đúng không ạ? Giờ chân tôi sẽ phân tích cho các anh chị xem là chúng ta nên nhổ đi hay không, và chúng ta có nên nhổ hay không, và nhổ ở thời điểm nào, và nhổ với vị trí răng nào thích hợp nhất. Thì ở đây đây là cái hình ảnh của cái hàm tứ quản, hàm thứ nhất là nói về hàm tứ quản. Giống như lúc nãy tôi nói, nếu như một bệnh nhân đã mất răng rồi thì chúng ta sẽ bắt buộc phải đeo hàm tứ quản. Bởi vì sao? Ở đây chúng ta là mất răng số 4 sữa nhất, chứ không phải răng số 5 đâu. Nếu như mất răng số 5 giống như này nó còn tình trạng nó còn nặng nề hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải làm một cái đai ở xung quanh cái vùng răng bên cạnh răng mất. Sau đó một cái tay với sang phía vùng răng đối diện. Đai này là cái gì? Cái giống như trục thở và nhai đó. Anh các chị. Thế thì thiết kế của chúng ta làm như thế nào, chắc là anh các chị cũng đã biết rồi, nhưng tôi nhắc lại một chút để cho anh các chị hiểu rõ hơn cái cách thức mà chúng ta tiến hành. Trước tiên, cái chỗ này nếu như là chụp thì rất phát các anh các chị vài năm, nhưng đối với tất cả trong nắm chỉnh chúng ta tuyệt đối không được mài. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là tôi cũng kể lại, hôm trước tôi còn nắm lại cho một cái bệnh nhân mà không hiểu anh ấy nắm cái hàm mà để gắn một cái ben mắc cài vào trong số 6 thì anh lại lấy một cái mắc cài của vùng răng cửa, tức là nó phẳng lì cái đế mắc cài đó. Thế xong rồi anh ấy mài cái vẹt một phát cho nó phẳng cái mặt ngoài của răng số 6 đi, dán cái vùng răng đó vào. Thì ở trên những cái bệnh nhân đó, trên những bệnh nhân trẻ con tuyệt đối chúng ta không được mài. Mặc dù có thể cái này nó nằm ở vùng răng số 5, nhưng đa phần là chúng ta sẽ đặt ben ở vùng răng số 6, đúng không ạ? Đa phần là chúng ta đặt ben ở vùng răng số 6. Thế thì cái biện pháp mà chúng ta làm là thế nào? Hai các chị dùng cái tách he, chúng ta đặt ở giữa hai răng. Giữa hai răng này thì nó sẽ tách ra được một đoạn. Và cái đoạn này chính là cái đoạn mà chúng ta đặt ben vào, và đây là hệ thống ben bằng sẵn. Đây là hệ thống ven bán sẵn. Thì cái ven bán sẵn này thì các anh các chị sẽ phải mua rất cần nhiều vì nó có nhiều loại khác nhau. Thế còn nếu như mà các anh các chị mà không chữ được vì cái lượng tiền nó tương đối là lớn thì ở các khách hàng đó họ có bàn thì chúng ta mang nó ôm vào, xong sau đó thì chúng ta sẽ lắp vào cho mình một cái cửa. Thì sau đây các chị đặt khoảng, đối với trẻ con thì thường khoảng sau 2 ngày thì chúng ta đến sau đó các chị sẽ lắp cái ben này lên trên miệng bệnh nhân, lắp ben lên trên miệng bệnh nhân, sau đó thì chúng ta lấy dấu khi có cái ben đó. Thì khi tháo ra thì chúng ta sẽ tháo cái ben và đặt nguyên đúng lên nguyên vị trí cái dấu này và lên mẫu và quay ngược trở lại thì lúc đấy các chị đổ và sau đó thì bệnh nhân hàn. Đấy là phần kỹ thuật. Còn về cái phần thiết kế cái này chúng ta phải có chỉ định. Ở đây các anh các chị nhìn thấy này, một cái thiết kế của cái hàm này chúng ta phải hướng, có nhiều kỹ thuật viên họ làm rất là nhiều rồi thì họ biết, nhưng nhiều khi họ ẩu hoặc là họ chưa nắm được nhiều thì chúng ta sẽ phải hướng dẫn cái gì. Cái phần chú ý của chúng ta là phần gì? Phần thứ nhất là cái phần này, đây là cái phần mà vẩy hàm, chất hàm, cái phần mà người ta sẽ làm nhô cao hơn. Và đây chính là điểm sang chấn cho cái răng đối diện. Cho nên điểm này bắt buộc phải thấp ở phía dưới chứ không được cao lên trên, không được quá cái hàm nhai của răng này. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, đây là cái dây cung. Thì ở đây
cái dây cái phần này này, cái phần tựa vào cái đây là gọi cái đế dày, thực ra cái này là chỉ là một mất một răng đơn lẻ nhé, thì cái phần tựa vào cái vùng cái răng bên cạnh răng mất không được đặt lên trên mặt nhai hoặc là gần sát phía trên mặt nhai, chỗ này là không được, mà chỉ tựa hoàn toàn tựa rất nhẹ nhàng vào đây thôi. Nếu các anh các chị để ra đây nó sẽ gây lún toàn bộ cái răng này xuống, và đã lún thì sẽ ảnh hưởng bầm răng ở phía dưới. Đấy là điểm thứ hai. Điểm thứ ba nữa, cái này này không bao giờ làm được thẳng, và giống như đây chúng ta bao giờ cũng có những cái khung vùng trừ, khi mà các anh các chị bẻ móc để làm cái lá lóc ấy, ở vùng răng nanh bao giờ cũng như thế này đúng không ạ? Cái đấy người ta gọi là khung bù trừ. Thì ở đây cũng vậy, dù rằng nó không cong đến cái mức như vậy nhưng mà nó phải có độ uốn cong thì nó không được thẳng. Anh chị biết vì sao không ạ? Vì sao ạ? Với trường hợp bệnh nhân bị mất răng từ lúc 5-6 tuổi đến lúc 11-12 tuổi, và 11-12 tuổi răng nó mới mỏng, vậy thì cả một cái khoảng thời gian dài đó chính là khoảng thời gian để phát triển xương hàm. Xương hàm dập ra thì cái khoảng này nó cũng thay đổi. Nếu như chúng ta chỉ làm một đường thẳng thôi, và bệnh nhân của chúng ta thì đương nhiên là người ta không đến nhiều lần chúng ta đâu, mai về sau cũng có vấn đề gì đấy thì họ mới đến, và họ mới đến thì đến lúc đấy thì cái khoảng này này nó nằm ở đây chứ nó không phải nằm sát cái răng này nữa, đúng không ạ? Và cái khoảng này nằm ở đây thì đương nhiên cái răng này hoặc là được chuyển vào, hoặc cả cái khối này được chuyển ra, nó vẫn bị mất chỗ. Còn nếu chúng ta làm cái khung bù trừ này, hẹn bệnh nhân 2-3 tháng một lần, chúng ta sẽ đến để chúng ta tác động vào cái khung bù trừ đó, thậm chí 4-5 tháng tùy thuộc vào cái sự phát triển của bệnh nhân, tùy thuộc vào cái thời điểm chúng ta làm, với độ tuổi của bệnh nhân, thì đến thì chúng ta sẽ tác động vào khung bù trừ này để làm một dài cái đỉnh phần này ra, và chúng ta không phải làm gì là nhiều, đỡ tốn kém cho bệnh nhân và đỡ công việc của chúng ta. Vì một cái hàm mà các anh chị làm đi làm lại nhiều, anh chị cũng không lấy được nhiều tiền hơn, đúng không ạ? Thế cái hàm bên này, thì còn cái hàm bên này là cái hàm nam. Hàm nam này là cái hàm mà khi chúng ta bị mất hai răng hai bên ở vùng răng hàm trên. Ở vùng răng hàm trên, khi mất răng giữa hai bên thì các anh chị làm cái hàm này. Hàm này để có nhiệm vụ gì? Chống sự dịch chuyển của răng hàm trên, à, hàm số 6 về phía trước. Đồng thời nữa, đấy là chống sự xoay răng số 6. Vì răng số 6 thông thường, nếu mà để như này, các anh chị nhìn, nếu mà chúng ta để nó hay mình sẽ xoay. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm cái tựa này này. Đây chính là cái phần tựa để chống lại sự xoay của dịch chuyển và xoay của răng số 6. Cái hàm này gọi là hàm nam, thì tên biết như thế nào thì hôm sau cái bài này bác sĩ Lan sẽ trình bày với các anh chị. Đối với hàm dưới, tại sao cái bệnh nhân này chúng tôi làm đế dày, thế còn bệnh nhân này chúng tôi lại không làm như vậy mà lại làm cách khác? Không phải là tôi thích kiểu gì tôi làm cái đấy, mà nó có cái lý do của nó. Lý do đó phụ thuộc vào cái vùng răng cửa ở phía trước. Nó phụ thuộc vào vùng răng cửa ở phía trước. Nếu như bị mất răng hai bên thì đương nhiên rồi, nếu bị mất răng hai bên thì các anh các chị đây là khung gọi là khung lưỡi nè, khung lưỡi. Nếu mất răng hai bên thì chúng ta làm cái này với cái cùng đứng trước này, kể cả không thay răng sữa chúng ta cũng làm. Nhưng tại sao trong trường hợp này chúng tôi một bên để chúng tôi làm? Là vì như thế này, cái hàm mà ở phía đằng trước này, các anh các chị nhìn nhé, chúng ta có ba răng định tiễn đúng không ạ? Trong khi đó bên này chúng ta vẫn có răng hai sữa, nhưng bên này chúng ta nhổ mất rồi, bởi vì rõ ràng phải nhổ mất thì cái răng này nó mới mọc ra được. Vậy thì chúng ta nhổ mất rồi thì răng nó mọc lên rất thẳng, nhưng nó sẽ lệch sang phía bên này. Đồng thời nữa, vẫn còn khe cưa này, răng nó sẽ tự đập dịch chuyển vào phía trong để làm thu hẹp cái chiều dài của khung răng lại. Và như vậy thì nó sẽ tạo nên một khớp cắn gì ạ? Khớp cắn sâu, đúng không ạ? Vậy thì cái này của chúng ta là cái chặn để cho cái răng này nó không được dịch chuyển vào phía trong nữa. Và đồng thời, chúng ta cũng có cái khung bù trừ đây, chúng ta tác động vào đây đẩy dần cái dây này ra. Khi đẩy dần thì rõ ràng cái xương nó phải kim heo, thì cái này là cái hiệu quả của cái răng hàm khung lưỡi. Đấy là về cái hàm giữ chỗ. Còn đây là về cái hàm thói quen xấu. Thói quen xấu chúng ta có thể gặp các thói quen xấu sau đây. Thứ nhất là thói quen xấu mút môi. Thứ hai là thói quen xấu mút ngón tay. Thứ ba là thói quen xấu đặt lưỡi. Thì ở đây là hiện tượng thói quen xấu mút đặt lưỡi.
lưỡi này thì chúng ta sẽ phải điều trị bằng cách là cho bệnh nhân đeo hàm chặn lưỡi, đúng không ạ? Cái hàm chặn lưỡi này ở đâu, hở ở đâu chúng ta làm ở đó. Ví dụ đây bệnh nhân chỉ hở bên này thôi thì chúng ta làm bên này, khi bệnh nhân hở ở cái vùng này chỉ chặn đường răng số 6 thôi thì chặn đúng, chứ phải chỉ là như thế này đúng nhé. Đây là cái vùng răng cửa nó khác. Thế thì cái hàm chặn lưỡi này, các bạn nhìn vào cái thiết kế, anh các chị nhìn thiết kế của cái hàm chặn lưỡi này này. Tại sao cái thiết kế này nó không chạy được ra đây mà nó lại chạy ở phía trong? Bởi vì khi hàm chặn lưỡi bắt buộc chúng ta phải lấy hai mẫu cho kỹ thuật viên họ làm, và không được lấy một mẫu. Nếu lấy một mẫu, người ta sẽ không biết được cái ranh giới của hàm dưới nó sẽ chạm vào ở phía đường nào của hàm trên, bởi vì nó không có ranh giới chạm đâu. Bởi vì và lấy sát cắn nữa, bởi vì cái khớp cắn hở thì nghĩa là phía đường trước không chạm của hàm dưới rồi. Thế thì khi mà chúng ta làm, nếu như cái chặn lưỡi là gì, là cái ba này này, cái này gọi là cái hàng rào, hàng rào thì cái hàng rào đó nó phải nằm sát xuống dưới nền ở phía dưới, đúng không ạ? Nó phải nằm sâu xuống phía dưới để làm sao bệnh nhân không có luồn lưỡi lên được. Bởi vì nếu các anh các chị làm lơ lửng thì tự dưng bệnh nhân cứ có thời gian nó cứ luồn lưỡi qua cái hệ thống hàng rào của chúng ta. Vậy thì nằm sát xuống phía dưới, nhưng sát xuống phía dưới không được chạm vào vùng răng dưới. Bởi vì nếu khi mà chạm vào vùng răng dưới hoặc nó bị cứng thì rõ ràng là cái hàm dưới phải đưa ra phía trước để tránh cái vật cản của chúng ta, đó là cái hàm chặn lưỡi. Và như thế nó sẽ làm thay đổi cái sự phát triển của xương hàm dưới. Cho nên là hàm chặn lưỡi thứ nhất đó là sát với cả cái nền lưỡi và nền xà miệng. Thứ hai nữa là không được chạm vào với cả răng hàm dưới, cho nên là nó nằm sâu ở phía trong như thế này. Ngày xưa thì chúng tôi có làm hàm chặn lưỡi bằng hàm có lắp, đa phần là hàm có lắp, nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn không dùng đến, bởi vì rằng là hàm có lắp thì lúc ăn á thì như lại phải tháo ra, và đặc biệt lúc ăn thì các cháu nó cũng hay đẩy lưỡi mà nó vướng víu khó chịu. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái hàm như thế này thì cũng tương tự như cái hàm đấy thôi. Đấy là cái hàm trên, còn đây là hàm này gọi là hàm lip upper. Thì cái hàm lip upper này là cái hàm mà để chặn gì đây ạ? Chặn môi, không cho cơ môi nó ép vào phía trong. Hàm chặn môi này ở đây các anh chị nhìn thấy cung bù trừ đúng không ạ? Mang hai cái đai ở vùng răng số 6, có một hệ thống cung bù trừ cũng có tác dụng để đẩy dần cái chặn môi ra. Thiết kế của hàm chặn môi dứt khoát không được chạm vào mặt ngoài của răng hàm dưới, bởi vì nếu như cái mục tiêu của cái hàm chặn môi có nghĩa là răng sẽ được làm sao đây, dịch chuyển ra phía đằng trước trong trường hợp khớp cắn sâu. Khi răng dịch chuyển ra phía đằng trước trong trường hợp khớp cắn sâu và các anh để làm cái hàm chặn môi này là hàm bán sẵn, cái đoạn này là loại bán sẵn rất là đẹp và có rất nhiều kích thước, bởi vì chúng ta có thể làm và thấy đập vào mắt chúng ta đấy là sự lộn xộn của răng mọc.
đấy là cái răng số 42 nằm chệch ở phía trong, đúng không ạ? Đấy là sự tồn tại còn lại của hai răng sữa ở hai bên, nhưng mà nó không giống nhau về mặt kích thước, giữa khoảng cách giữa cái răng men sữa bên phải với cái răng số 2 và răng men sữa bên trái với răng số 2. Một cái nữa mà chúng ta nhìn thấy, đương nhiên khi các anh khám nghiệm trên liệu bệnh nhân, các anh sẽ thấy rõ hơn, đấy là cái đường sữa. Khi chúng ta nhìn vào răng cửa, bao giờ chúng ta cũng phải nhìn vào cái đường sữa. Vậy thì cái đường sữa này lệch ở đâu? Lệch sang phải là hiển nhiên rồi, do cái răng này, đúng không ạ? Vậy thì mục tiêu của chúng ta để nổ hướng dẫn thì làm gì? Thì làm đều răng, để trả lại một phần, không phải toàn bộ trong cái sự lệch đường sữa. Vậy chúng ta sẽ phải nổ răng nào để lắp đặt được những cái mục tiêu như thế? Suy nghĩ đấy là về cái nhổ răng có hướng dẫn. Thế đến cuối cùng kết quả nó sẽ được như này, thì phần này cũng có phần bài giảng về cái nhổ răng đó. Nghĩa là khi khám chúng ta phải khám rất tổng thể, chứ chúng ta không chỉ được nhìn có một yếu tố thôi, và cái động tác của chúng ta làm, cái chỉ định của chúng ta một động tác thôi, chúng ta được rất nhiều kết quả. Ở đây chúng ta sẽ răng này trước, đúng không ạ? Khi mà chúng ta nhổ răng 73 trước thì bản thân cái răng số 2 này nó sẽ xoay, nó sẽ dịch chuyển nhẹ, dịch chuyển nhờ cái gì? Nhờ thứ nhất là có khoảng cách ở phía bên răng số 73. Nhờ thứ hai đó là cái răng này này kiểu gì nó cũng cố, nó phải ép ra, nó vươn ra cái chỗ nào mà nó có. Khi nó vươn ra rồi thì bản thân cái răng này nó phải dịch chuyển. Tuy nhiên để mà gọi là được lại thẳng dài ở giữa hoàn toàn không có đâu, không có, mà chúng ta sẽ phải chuyển dịch bằng cái lực. Nhưng mà trước mắt là chúng ta cân đối, bởi vì thực tế mà nói khi mà để điều trị một cái lệch đường sữa vô cùng khó. Nếu như tất cả các cái răng nó ken nhau ở như thế này rồi thì các anh các chị điều chỉnh rất là khó, mà nó chỉ điều chỉnh được khi mà nó có phản thôi, bởi vì chúng ta lại phải tạo phản với tất cả các thứ khác nó cũng tạo rất nhiều. Thì đây nguyên tắc về nhổ răng sữa. Nhổ răng có hướng dẫn, thông thường thì bao giờ cũng bốn cái răng cửa học đầu tiên, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhổ răng có hướng dẫn, đấy chính là nhổ răng nanh của răng số 4. Thì các anh các chị nhìn ở đây nhá. Đầu tiên này, khi mà bốn răng cửa, các anh các chị sẽ nhổ mất cái răng 3 sữa, đúng không ạ? Nhổ răng 3 sữa để ra vị trí của 6 răng bằng vị trí của 4 răng bên miễn, 6 răng sữa bằng 4 răng bên miễn. Tuy nhiên nó không bằng được đâu, nó vẫn có khoảng, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái sự phát triển của bệnh nhân nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đến nhổ răng 4 sữa. Và khi răng 4 vĩnh viễn mọc lên rồi, chúng ta sẽ nhổ răng 4 vĩnh viễn. Qua hai slide này thì đây là phần tôi muốn nhấn mạnh các anh chị. Trong trường hợp như thế nào chúng ta nên nhổ sớm, và trong trường hợp như thế nào chúng ta không nên nhổ sớm răng nanh. Đấy là khi mà các chị gần như là chắc chắn có chỉ định nhổ răng số 4 vĩnh viễn về sau, thì các chị hãy nhổ răng nanh. Bởi vì khi chúng ta nhổ mất một cái răng, cung răng hàm phát triển từ đầu răng, các chị thấy nếu mà bệnh nhân mà thiếu răng bẩm sinh thì cái cung hàm nó rất là nhỏ, đúng không ạ? Hay là những bệnh nhân mất dần răng đi thì cái cung răng nó cũng không nhỏ. Vậy thì có răng mới có xương hàm phát triển. Nếu chúng ta nhổ sớm bớt đi, có nghĩa là chúng ta đã làm bớt mất cái chiều dài của cung răng. Vậy thì khi nào mà chúng ta cảm thấy là bệnh nhân đấy khớp cảnh rất là nhiều, trong bố mẹ bệnh nhân vẩu rất là ghê, và tiên lượng rằng gần như là chắc chắn cô bé này, con bé này về sau sẽ phải nhổ bớt 4 cái răng sữa, thì lúc đấy chúng ta hãy nhổ sớm răng nanh. Còn không, các anh các chị cứ để cho nó mọc tự do. Mọc tự do sau đó chúng ta chỉnh sẽ tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là với vùng răng hàm dưới. Nếu như bốn cái răng cửa bị hàm dưới bao giờ hàm mọc đầu tiên, và đấy là cái mối quan tâm rất là lớn của bố mẹ bệnh nhân, tự dưng thấy răng sữa con đang đều này, răng vĩnh viễn khớp khẩy mọc chưa tròn vào trong, thì họ hay đến với chúng ta, họ hay đến với chúng ta thì chúng ta cho nhổ luôn hai răng số 2 để hai cái răng số 1 chui ra, đúng không ạ? Đầu tiên này mọc hai răng số 1 vĩnh viễn này, xong thì là cái răng hai răng số 2 nó nằm ở đây, thì nhổ hai răng số 1 rồi vẫn không đủ chỗ, nhổ tiếp hai răng số 2 đi. Thì cái động tác nhổ tiếp hai răng số 2 đó thì rõ ràng răng sẽ mọc thẳng ra, nhưng sau đó hoặc là thưa ra phía hai bên, hoặc là lùi vào phía trong. Vậy thì cả hai cái nó đều đưa đến hậu quả xấu, một là khớp cắn sâu bởi vì răng lùi vào trong, thứ hai là để thưa răng ra, và khi thưa răng đó mà các
tay nó chỉ thường thường là bốn cái răng cưa mà chúng ta đóng vào nhau, chỗ này nó rất khó hơn là cái kết quả của nó không được tốt bằng cái khớp cảnh chúng ta xoay răng. Nên là chúng ta cố gắng giữ răng đến chừng nào có thể thì hãy nhổ răng của chúng ta. Cái thứ ba là chỉ dùng răng mặt hỗ trợ, đó là giúp hỗ trợ cho các phần một khác trong nha khoa như là nha chui và nha tiền. Bạn hỏi là trong trường hợp như thế tại sao chúng ta không nong rộng, bởi vì bài đây tôi chưa nói đến phần nong rộng. Nong rộng phải có chỉ định chúng ta mới nong rộng, không phải là bệnh nhân nào làm cũng nong rộng. Bởi vì khi chúng ta nong đó là chúng ta phải có cái mối tương quan giữa hai hàng. Tôi lấy ví dụ như này, tất cả mọi cái chúng ta nong là nong ở trên hai phương diện. Một là chúng ta nong xương, đúng không ạ? Hai là chúng ta không nong được xương và chúng ta lại dựng trục răng ngả ra phía ngoài. Đối với hàm trên chúng ta có một cái đường khớp giữa khẩu cái, và đối với hàm dưới chúng ta có không ạ? Xương hàm dưới là một xương liền khối, cho nên chúng ta không nong được xương hàm dưới. Nếu như các anh các chị nong hàm trên không nong được hàm dưới, có sự lệch lạc giữa hai khung hàm, và nhiều khi về sau nó sẽ cắn chẹt ra phía ngoài, tạo thành một cái khớp cắn chéo cắn kéo. Thế còn khi nào chúng ta nong được thì cũng sẽ có phần sau phần điều trị thì là sẽ gần tay các chị, và chúng ta có thể dựng thẳng trục răng, chúng ta có thể nong tách hoàn toàn xương ra được thì đấy là xong. Bây giờ đến điều trị cuối cùng, đấy là điều trị chỉnh hình răng toàn diện. Đã nói đến toàn diện có nghĩa là hàm răng gì ạ? Hàm răng tuyến tiễn, không còn hàm răng hỗn hợp nữa. Và chỉnh hình tổng thể hai hàm răng để đạt được khớp cắn tối ưu và thẩm mỹ khuôn mặt hài hòa. Lúc này chúng ta mới chỉnh được khớp cắn tối ưu, còn cái giai đoạn là chúng ta điều trị đặc biệt này, chúng ta không chỉnh được khớp cắn tối ưu đâu. Ở đây chúng ta chủ yếu là chỉnh răng thôi chứ không chỉnh được khớp cắn tối ưu. Còn đến giai đoạn toàn thiện thì lúc đấy chúng ta mới chỉnh khớp cắn tối ưu. Cái này bắt buộc phải chỉnh. Thì đây là chỉnh hình răng mặt toàn diện, chỉnh hình răng mặt toàn diện là cái này, khi gắn mắc cài vào tất cả các răng hoặc là đeo hàm tháo lóc đấy, thì trên cái hàm toàn bộ. Khi nào chúng ta chỉnh hình răng mặt toàn diện, khi mà tất cả các răng đều được thay, khi mà chiều dài thân răng đã ổn định. Không được làm khi mà chiều dài thân răng chưa ổn định, trừ những cái trường hợp bắt buộc chúng ta phải làm và chỉ hình riêng. Chứ còn nếu không là các anh các chị sẽ phải để chiều dài thân răng tương đối là ổn định, bởi vì chiều dài thân răng như vậy thì chúng ta mới gắn cái vị trí móc cài thì đúng. Nếu các anh các chị gắn không đúng thì hoặc là răng sẽ bị đánh lún, hầu hết là răng sẽ bị đánh lún lên, đúng không ạ? Thì khi mà vừa hơi ngắn một chút các anh các chị gắn thì răng nó sẽ không chiều dài xuống được đâu. Nếu như có những cái răng đã dài đủ rồi, có những cái răng ngắn thì chúng ta sẽ làm cho các cái răng ngắn đó hoặc là bị hoặc là làm cho các cái răng dài bị ngắn theo các răng ngắn, hoặc là làm hầu hết là như vậy thì tỷ lệ đánh lún tốt hơn là trồi. Thế cho nên là còn nếu như tất cả đều đã mọc ra nhưng vẫn đang ngắn, chưa hết chiều dài của thân răng mà chúng ta đã gắn toàn bộ vào cái hàm đấy sẽ không mọc dài ra được nữa, bởi vì chúng ta gắn trên cùng một mặt phẳng và sẽ tạo nên một cái khớp cắn hở giữa hai hàm hai bên, giữa hàm trên và hàm dưới. Bây giờ đến phần liên quan giữa chỉnh hình răng mặt và các hình khác, phần này sẽ nhanh hơn. Trước đây thì chỉnh hình răng mặt chủ yếu điều trị cho những bệnh nhân có nhu cầu về thẩm mỹ, không liên quan đến các hình khác. Và sau này thì người ta nhận thấy là chỉnh hình răng mặt có mối liên quan mật thiết với các bệnh này, đặc biệt đó là nha chung, là hàm mặt, và chúng hỗ trợ hai chiều cho nhau trong quá trình điều trị để đem lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân. Ở đây tôi lấy ví dụ là nha chu, và cái nha chu là cái phần điển hình nhất mà nó có liên quan đến chỉnh hình răng mặt với cái tính chất liên quan là hai chiều. Ví dụ nếu như các anh các chị làm bệnh nhân với những cái lực rất là mạnh, đúng không ạ, thì tự dưng tiêu hết xương,
da lông lay, dây chẳng cũng như vậy. Vậy là cái chỉnh hình răng mặt của chúng ta đã làm hại cho các mô đen xương, tổn thương cho các mô đen xương. Nhưng ngược lại, nếu như các hình răng nó rất là khớp khểnh như này, nó rất là khớp khểnh, nó gây viêm lợi khớp khểnh nguyên phát ấy, và nó gây nên cái hiện tượng viêm lợi, lợi lúc nào cũng đỏ, chảy máu, và các hình răng nó bắt đầu nó lông lay. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là làm sao, vì khi răng khớp khểnh này thì các anh chị thấy các cái lỗ, tức là các cái khoảng cách giữa các chân răng nó rất là lớn, đúng không ạ? Nó nhét đủ các thứ vào, xong bệnh nhân nhét thức ăn, bệnh nhân lấy tăm, bệnh nhân moi ra để đủ các thứ, tức là nó làm cho các càng ngày cái xương nó càng tiêu. Vậy thì nhiệm vụ của chỉnh hình chúng ta là gì? Là làm sao để tạo lại làm nên một cái khớp cắn mà nó hài hòa nhất, tức là nó đều đi để đỡ gây nên các cái dắt thức ăn như vậy. Thì trong thời gian qua thì chỉnh hình được coi là một yếu tố gây nên bệnh vùng quanh răng, thì đúng là như vậy, đúng là như thế. Để vì thực tế mà nói là mình làm vì cái sự hiểu biết của mình về cái phần nha chu nó không nhiều, vì cái phần đó mình cho rằng là nó cũng không có lợi ích gì lắm cho nên chúng ta cũng không quan tâm. Cho nên là cái lực với tất cả những cái mà các điểm bằng thì tôi sẽ trình bày cho em với chị xem có những cái gì mà nó sẽ gây về nha chu. Việc tạo nên những điểm chạm sớm, sự mất cong cong của chân răng trong vùng nhổ, thiếu kiểm soát viêm trong lúc di chuyển răng là yếu tố có thể làm nên bằng răng nặng thêm thời gian. Khi nào chúng ta tạo nên điểm chạm sớm? Bản thân đối với cả trong trường hợp sâu răng mà chúng ta hàn cao một điểm, đấy cũng đã là điểm chạm sớm rồi. Còn khi mà nào trong chỉnh hình mà tay chạm tạo điểm chạm sớm, ví dụ bản thân khi răng hàn và đa phần là ở vùng răng hàm nhé, đa phần ở răng hàm bình thường răng hàm dưới nó phải như thế này, nhưng sau khi các anh các chị đặt chỉnh tay các chị sẽ làm nó như thế này. Vậy thì cái điểm này không chạm, điểm chạm sớm chính là điểm này. Trong những trường hợp nào các anh các chị có thể làm thế, gắn chặt các anh các chị cũng bị và tháo lắp các anh các chị cũng bị. Ví dụ dưới gắn chặt các anh các chị đặt ben, giống như lúc đấy chúng ta đặt một bên cao bên thấp thì bên cao sẽ bị ép xuống và bên thấp sẽ bị nhấc lên. Còn đối với trường hợp tháo lắp, đặc biệt là cái tháo lắp chúng ta có hai loại khung, một loại là khung bù trừ ở vùng phía đường trước để tác dụng hàm, các khung lò xo ở phía trong, đúng không ạ? Loại khung, loại móc thứ hai đó là các cái móc giữ hàm, chính là móc thứ C hay là các móc B hoặc là các móc Adam. Vậy thì tất cả những cái móc đó nếu như để bao giờ nó cũng để ở cái kẽ giữa các răng, nhưng kỹ thuật viên họ làm không đúng, họ chỉ cần hơi đặt một chút lên cái rìa này thôi. Và khi lún như này thì nó sẽ làm cho chân răng nó chách ra, đồng thời tạo nên kẽ tách dần và làm thưa răng vào. Cho nên là chúng ta làm nắn chỉnh xong, nhiều khi bệnh nhân ăn rất là rắc răng, chắc là các bạn cũng có phản nàn đấy từ phía bệnh nhân rồi. Thì nó rắc răng chính là những cái mà gây nên những điểm chạm sớm như này. Thứ hai là sự mất song song của các chân răng trong những vùng đầu răng. Sự mất song song thông thường chân răng di chuyển và chân răng cũng di chuyển theo. Tuy nhiên chân răng di chuyển nhanh hơn chân răng một chút, nhưng nó phải tiến tiến song song, bởi vì bản chất của chúng ta là chân răng song song với các với nhau. Trong trường hợp nhổ răng, nếu các anh các chị dùng một lực mà làm cho cái thân răng nó như thế này, chân răng nó phải ở đây. Có nghĩa là cái thân răng nó di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với cả chân răng, thì cũng làm nên một cái gì đây mà tạo nên nha chu. Các anh chị tưởng tượng nhé, chân răng số 5 ở đây, chân răng số 3 ở đây, sẽ tạo nên một cái tam giác, đúng không ạ? Nếu dịch chuyển song song thì nó không tạo nên một cái tam giác, hố tam giác ở giữa, và chính hố tam giác đấy chính là cái chỗ mà rắc tất cả cái thức ăn. Và đồng thời nữa, đấy là phần nha chu, nhưng đồng thời nữa là sang cái phần của chúng ta có đạt được hiệu quả không? Không đạt được hiệu quả. Mặc dù là chúng ta cảm giác là cái thân nó dịch chuyển, nhưng thực chất là nó không dịch chuyển được nhiều, bởi vì vị trí chỗ chân nó vẫn nằm đấy. Và vị trí chân nằm đấy thì các cái chân khác nó